Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là ngày cuối tuần ấy, mình lại tranh thủ vào vườn để nhổ cỏ và chăm sóc vườn rau đây các bạn nha. Thì hôm nay mình phải vào vườn vào buổi chiều ngày thứ bảy các bạn ạ. Bởi vì là những ngày bình thường ấy thì mình phải rất là bận đi làm từ cơ quan nhà nước, cho nên là mình chỉ có thời gian ngày thứ bảy và chủ nhật để vào vườn nhổ cỏ thôi các bạn nha. Thì đây là cái vườn rau mà cách nhà mình hơn 4 km các bạn ạ. Cho nên là mình không có thể là hàng ngày vào chăm sóc vườn được. Thế chỉ có cuối tuần thì mình tranh thủ thời gian được nghỉ ấy thì mình vào vườn thôi. Đấy, cỏ mọc lên rất là tốt các bạn nha. Bởi vì mấy hôm nay Hạ Long trời rất là mưa các bạn nha. Trời mưa cho nên là cỏ mọc rất là nhanh các bạn ạ. Đấy, mới có một tuần mình không nhổ cỏ thôi mà cỏ đã lên gần như là che lấp cả rau rồi này các bạn nha. Đấy, nếu mình không nhổ ấy thì cỏ nó sẽ ăn rất là nhiều dinh dưỡng của rau, làm cho rau của mình chậm lớn và còi cọc và chậm phát triển hơn các bạn ạ. Mình nhổ cỏ xong thì mình sẽ rắc cho rau một chút phân và mình sới cái tơi cái đất lên ấy để cho cái phần phân nó ngấm được vào trong đất để làm cho rau nó dễ dàng hút dễ cây nó dễ dàng dễ rau nó dễ dàng hút được chất dinh dưỡng ở trong đất để rau nhanh phát triển và tươi xanh hơn các bạn nha. Thì đây là cái vườn rau cải xanh, cải tỉa xanh, cải bẹ xanh ấy các bạn. Mình trồng, mình gieo hạt các bạn ạ. Mình trồng từ gieo hạt. Thì khi mà mình gieo phải trúng vào cái mùa mưa, cho nên là hạt nó bị xô lại với nhau ấy các bạn. Hạt nó bị mưa nó xô lại với nhau, cho nên là cây nó không đều các bạn nha. Bởi vì mình trồng trái vụ cho nên là cây không thể nào mà được đẹp như là trong chính vụ các bạn ạ. Mùa đông mới là mùa vụ của rau cải, vụ đông xuân. Còn đây là mới là mùa thu và vẫn đang trời lúc nắng lúc mưa thất thường ấy. Nhiệt độ thì khá là cao cho nên là vẫn chưa thích hợp để trồng rau cải. Tuy nhiên thì nhà mình đã có rau cải ăn quanh năm rồi các bạn ạ. Bởi vì là mình trồng thường xuyên ấy, cho nên là mình cũng chăm sóc cũng khá là chu đáo cho rau, cho nên là rau vẫn có ăn. Tuy nhiên thì do là không đúng vụ, không hợp thời tiết, cho nên là cây nó sẽ không được đẹp và không được mỡ màng giống như trong chính vụ. Tuy nhiên thì mùa này thì mình vẫn có rau cải ăn các bạn nha. Đấy, đợt này thì rau ở trên thị trường rất là đắt, nhưng nhà mình thì không bao giờ phải mua các bạn ạ. Rất là mừng là như vậy. Đấy, thì đất nhà mình thì như các bạn vẫn biết ấy, các bạn mà đăng ký và theo dõi kênh của mình thì biết đất nhà mình thì sử dụng nguồn phân bón duy nhất là chấu và phân gà ủ mục các bạn nha. Phân gà và chim bồ câu ủ mục nhà mình tự sản xuất ra đấy các bạn. Đấy, mình trộn cùng với đất và gieo hạt lên các bạn nha. Đấy, đất nhà mình chỉ có trộn chấu với phân gà tươi thôi, phân gà ủ mục thôi các bạn nha. Đấy, thì cuối tuần nào mình cũng phải dành thời gian để vào vườn và là nhổ đất trồng nhổ cỏ cho vườn các bạn nha. Đấy, vườn nhà mình thì không được đẹp bởi vì là mình không có chăm sóc, không có nhiều thời gian để chăm sóc cho nó. Tuy nhiên thì mình cũng rất là ưng ý với khu vườn này vì nó chứa đựng rất nhiều tâm huyết của mình các bạn nha. Đấy, thì sau đây thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan toàn bộ cái khu vườn ở trong đây của nhà mình nha các bạn. Thế đấy, đây là cái vườn rau cải mà mình mới gieo được 3 tuần đấy các bạn. Đấy, 3 tuần thì mình đã được thu hoạch rồi. Đấy, mình thu hoạch ăn tỉa một lần rồi nha các bạn. Đấy, thì bên này mình vừa nhổ được một ít rau cải đây này các bạn này. Mình nhổ một ít rau cải để mang về. Đây là luống rau cải mà mình đánh ra, mình tỉa ra đây các bạn nha. Đấy, cái chỗ mình gieo thì lúc chỗ thưa chỗ dày đấy, bởi vì là do ảnh hưởng của mưa đấy các bạn. Cái chỗ này thì mình đã cuốc tơi lên rồi, lát nữa thì mình sẽ đổ chấu vào, mình trộn đều lên và mình gieo hạt bắp cải các bạn nha. Mình gieo hạt bắp cải để chuẩn bị cho vụ đông xuân. Đấy, cái luống này chính là cái luống do mình gieo rau dền đỏ ấy các bạn. Rau dền đỏ nhưng mà mình gieo vào đúng cái đợt mưa đấy, cho nên là hạt nó xô vào với nhau và hiện tại thì nó đang bị táp cây đấy các bạn, nó bị dạp cây xuống vì mưa to quá đấy. Mấy hôm nay mưa to quá, lá ở trên nó rụng, nó rơi xuống rất là nhiều, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây con này các bạn này. Mình không biết là cây này có giữ được không nữa, bởi vì là hiện tại thì nhìn nó rất là sơ sát, bởi vì là do mưa vùi dập đấy các bạn. Đấy, đây chỗ này thì mình có gieo thêm cũng là hạt rau dền con, dền đỏ đấy các bạn, vẫn là dền đỏ. Còn bên này thì mình gieo xà lách các bạn ạ.
xà lách đi, nhưng mà không biết là có lên được không nữa. Mình chưa thấy, hiện tại chưa thấy cây nở mọc mầm. Cả cà chua mình cũng gieo rồi nhưng chưa thấy lên cây các bạn nha. Đấy. Thế còn bên luống bên này thì mình có vài cây ớt các bạn ạ. Mình có vài cây ớt đây này. Đấy, cây ớt con đây này. Mình đang chờ xem là cây có phát triển được không. Bởi vì là mình cũng trồng vào cái đợt mưa, mưa cho nên nó trôi mất cái dinh dưỡng ra rồi. Đấy, đây là toàn cảnh cái khu 3-4 cái luống rau cải của nhà mình. 3-4 luống rau cải của nhà mình đấy các bạn. Đấy, hiện tại nhà mình rau cải là ăn thoải mái, không phải mua nha. Thế còn bên này thì mình đã có một luống rau ấy để mình cuốc lên, mình trồng rau cải thảo ấy các bạn. Đấy, bên này thì cỏ mọc tùm luôn đấy, cỏ mọc một tháng trời mình không vào, mình không nhổ cỏ đây. Bên này mình để cỏ mọc tùm. Cái chỗ này là húng ngò Hà Nội à, húng Hà Nội đấy các bạn, gọi là húng Hà Nội đây. Thì mình trồng có vài cái cây thôi, bây giờ nó mọc lên tùm lên như thế này đấy. Mình ăn không có hết các bạn ạ, mình ăn không hết. Rau này thì mình hay trộn với lại làm nộm rau muống ấy các bạn, rất là ngon. Thế tự nhiên mình ăn không hết, bây giờ cỏ nó mọc chen hết cả lên rồi đấy, kể cả cái cây các loại rau khác cũng bị nó chen hết đi rồi đây này các bạn này. Thì ngày mai là chủ nhật mình sẽ vào mình cuốc xới hết nó lên, hy vọng là mình có đủ thời gian để cuốc nó. Thế còn cái luống rau này thì mình đã chia gieo cái hạt nè, hạt cải ngọt và cải ngồng rồi. Hai luống này mình đã gieo cải ngọt và cải ngồng rồi. Thế nhưng mà chưa thấy lên các bạn nha. Mình mới gieo thôi nên chưa lên. Trong này thì mình có cái dàn mướp nhưng bị bão đánh sập các bạn ạ. Đấy, nhưng mà cái hiện tại thì dàn thì đã bị sập nhưng mà cây thì vẫn chưa chết. Đấy, cho nên là lác đác vẫn cho mình thu hoạch quả đây các bạn nha. Đây có quả này, một quả này, hai quả, hai cái quả này được thu hoạch rồi. Ba quả, một quả bên góc trong cái nữa, ba quả này các bạn. Đấy. Thì lát nữa mình sẽ thu hoạch về để mình nấu canh ngao các bạn nha. Đấy, cái dàn mướp nhà mình đấy nó bị bão làm đổ nghiêng ra rồi nhưng mà vẫn có thu hoạch các bạn nha. Đấy, toàn cảnh cái vườn rau của nhà mình đây, nhìn cỏ mọc xanh hơn cả rau các bạn ạ. Cỏ mọc tốt hơn cả rau rồi. Đây cái đống cỏ mình nhổ ra đấy các bạn. Rất là nhiều. Đấy, đây là cái dàn bầu nhà mình. Đấy, có mình có trồng mấy năm cây bầu. Năm cây bầu thì bây giờ bắt đầu cây đang leo dàn đấy các bạn. Hy vọng là sắp tới thì mình sẽ có bầu để ăn các bạn nha. Đấy, có 5 cây bầu các bạn nhìn thấy chưa? 5 cây bầu. Đấy, đang cho thu, đang bắt đầu leo lên dàn rồi các bạn nha. Đấy, bầu này là bầu sao các bạn ạ. Bầu sao trái ngắn đấy các bạn, chứ không phải loại trái dài đâu. Nó chỉ là cái loại trái mà ngắn ngắn, nó dày cao dài tầm 50-60 phân thôi, chứ không phải loại cái loại bầu dài 2 mét đâu các bạn nha. Đấy, mình trồng cái loại bầu ngắn để cho nó vừa mấy cái bữa ăn của gia đình. Với cái bầu ngắn thì nó giòn nó hơn các bạn ạ. Còn cái dàn này là cái dàn mà mình đầu tư để làm, để cho bầu leo đấy các bạn. Dàn rất là rộng các bạn ạ. Dàn rất là rộng và đủ thoải mái cho bầu leo. Thế còn ở bên kia mình cũng đã trồng thêm mấy cái cây su su rồi. Đấy, mình sẽ trồng thêm mấy cây su su rồi. Và sắp tới thì bầu với su su sẽ leo kín dàn nha các bạn. Thế còn đây là cái luống mà mình đang để cỏ mọc đây các bạn này. Mình để cỏ mọc vì không có thời gian để cuốc. Hiện tại mình chưa cuốc được. Hy vọng là ngày mai thì mình sẽ có thể có thời gian và mình cuốc hơn nhé các bạn. Mình sẽ cuốc lên để mình xới đất lên để mình trộn đều lên chỗ đất để mình sẽ trồng được rau bắp cải, su hào. Thế còn cái luống này thì mình đã gieo cái hạt rau. Mình đã gieo được cái hạt rau cải rồi các bạn ạ. Cải ngọt và cải ngồng. Đây, luống này thì mình đã gieo cải ngọt các bạn nha. Còn luống bên này thì mình đã gieo cái hạt cải ngồng. Đấy, mình rất là thích ăn hai cái loại rau cải này, cho nên là mình gieo nhiều các bạn nha. Hôm nay mình cơ thể mình hơi bị yếu, cho nên là mình hơi bị ho các bạn ạ. Thế bên này thì mình có để mình ngày mai mình sẽ cuốc lên để mình tiếp tục gieo cái hạt cải cúc các bạn ạ. Đấy, đây là mấy cái luống bên này là mình hy vọng là ngày mai mình có đủ sức khỏe và trời tạnh ráo thì mình sẽ vào mình cuốc lên để mình gieo hạt cải cúc nha. Đấy, cỏ mọc tốt lên rồi. Đây, cỏ mọc đây các bạn này, nhìn sợ chưa? Đấy, chỉ khoảng một tháng mà mình không làm cỏ đấy là cỏ mọc đây này. Cái đống cỏ mà mình cuốc lên đây này các bạn này, đấy mình phơi vào đây, mình ủ vào đây này, nó rất cao như đống dạ luôn. Đấy, rất là kinh khủng. Đấy, vườn này phải cỏ phải mọc. Nếu mà mình không nhổ cỏ đấy thì chỉ cho khoảng 2 tháng thôi là cỏ đã cao ngang đầu người các bạn nha. Rất là kinh.
Đấy, cho nên là mình tuần nào mình cũng vào vườn mà mình nhổ cỏ cuốc đất đấy các bạn. Đây là luống hành 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 lá nhà mình ấy, hành trồng từ gốc đấy các bạn. Đây này, hành trồng từ gốc đây, mà cái cỏ nó mọc còn lên còn cao hơn cả hành đây. Mình tranh thủ mình nhổ vài cái cây cỏ này đi, nhìn nó rất là ngứa mắt các bạn ạ, nhìn nó ngứa mắt lắm ấy, nhưng mà mình không có thời gian để mình nhổ đi các bạn nha. Rất là nhìn mình, tính mình rất là hay làm, tuy nhiên thì vì mình không có thời gian thôi, một ngày mình chỉ mong ước là sao có được 30 tiếng đồng hồ để mình đi, mình có đủ thời gian cho vườn rau. Bởi vì thời gian dành cho vườn rau của mình chỉ có thể dành vào cuối tuần, và mỗi một cuối tuần thì mình chỉ có thể khoảng một ngày, hai ngày cuối tuần thì mình chỉ có khoảng 4 tiếng đồng hồ, mỗi một ngày khoảng 2 tiếng cho ra vườn rau. Như thế là một tuần mình chỉ có khoảng 4 tiếng cho vườn rau thôi, 4 giờ đồng hồ cho vườn rau thì rất là ít, thời gian rất là ít, và mình không thể nào mà mình làm được hết mọi việc ở trong vườn các bạn nha. Đấy, cho nên là mỗi một tuần này thì mình chỉ có thể cuốc được 1-2 luống đất và mình bón phân tưới nước cho rau, thế là đã hết 2 tiếng đồng hồ rồi. Đấy, rất là vất vả, bởi vì là mình không có thời gian. Nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ làm cho cái vườn của mình nó sẽ xanh long lanh hơn đấy các bạn. Nhưng hiện tại thì đúng là màu xanh long lanh, nhưng toàn xanh của cỏ thôi các bạn nha. Các bạn xem kênh thì hãy truyền động lực cho mình bằng cách nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để khi mà mình ra các clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên biết được và ủng hộ mình nha các bạn. Đấy, thì các bạn xem kênh thì hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nha. Đây, như các bạn nhìn thế này, hành nhà mình thế này, hành 3 tuần tuổi đấy các bạn nha. Mình trồng từ cây con mà mình ăn thừa đấy, từ cái gốc hành mà ăn thừa mình xin ở chợ đấy các bạn. Đấy, mình mua hành lá về mình ăn phần ngọn, còn phần gốc là mình bỏ ra mình trồng nha. Đấy, mình trồng cây giá là tốt rồi. Thế chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.